Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tô màu động vật dưới nước mọi người nhé. Và quyển tô màu động vật dưới nước này mình mua ở ngoài tạp hóa hay là hiệu sách, giá chỉ có 10.000 một quyển thôi. Hoặc là mình cũng có thể là 20.000, nhưng mà hầu hết sẽ là 10.000 một quyển này mọi người nhé. Và để có thể tô được màu của mình thì chắc chắn mọi người sẽ phải trang bị cho mình một bộ màu sáp. Và trên tay mình đây đang có một bộ màu sáp Doraemon, bút sáp màu có tổng cộng 10 màu sáp ở trong này, để mình có thể thoải mái tô những hình mình yêu thích nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với hình con rùa. Đây là hình con rùa của mình. Và hình con rùa này chúng ta sẽ có màu, đấy chính là màu xanh, màu nâu và màu vàng mọi người nhé. Mình sẽ lấy ba màu đấy ra đây này, màu xanh này, màu nâu ấy, đấy, và màu vàng. Đây màu vàng đây, đấy, màu xanh, màu nâu, màu vàng. Trước tiên là mình sẽ tô màu xanh trước, tô màu xanh cho con rùa nhá. Tô màu xanh thì mình đầu tiên là mình sẽ tô viền. Sau đấy là sẽ tô xung quanh thân của con rùa. Đấy. Đấy, thế là thật ra cũng khá đơn giản thôi. Người cứ vẽ nhanh tay giúp mình lên là được. Đấy, tô viền trước. Với cả lông mày và mũi của nó này, mọi người sẽ tô đậm lên nhá. Đây, mọi người tô đậm lên. Tô đậm thì mình sẽ cầm vào cái đầu của bút sáp này này, đừng cầm vào giữa và cầm vào đuôi nhá, hãy cầm vào đầu bút sáp nhá. Đấy, cầm vào giữa, cầm vào đầu bút sáp thì mới giữ được cái màu của bút sáp, chứ không thì sẽ không giữ được đâu ạ. Đấy, rất là đơn giản phải không ạ? Rồi, đến ngay cả, đấy, kể cả hình bé tí mình cũng phải tô nhá, không bỏ sót chỗ nào nhá. Rồi, rất là đơn giản phải không ạ? Đấy. À, sắp thành công rồi nhá. Đấy, mình đã tô qua xong được phần đầu rồi. Giờ tiếp đến là phần chân. Phần chân của con rùa. Đấy. Mình sẽ đẩy nhanh tốc độ lên mọi người nhé. Tô sao cho hợp lý. Đấy. Mình sẽ tô luôn cả hết cái phần đốm đốm này nha. Còn đốm này lúc sau mình sẽ tô đậm lên. Đấy, tô đậm phần đốm lên nhá. Sau đấy tô nhạt phần chân đi. Sắp thành công rồi mọi người nhá. Mình sẽ ấn màu xuống, ấn kỹ vào và ấn sao cho cẩn thận, không thì sẽ bị gãy màu. Đấy. Rồi, sau đấy giờ mình tô qua thôi. Hình này mình sẽ cần chỉnh chu hơn một tí nha.
Rồi. Đây. Xong hai chân trước, tiếp theo là hai chân sau. Hai chân sau mình cũng sẽ tô như phần trước luôn. Đấy. Khả năng cao hình này sẽ không giống mẫu được đâu mọi người ạ. Hình này khá là khó, cần rất là nhiều màu, cần có cả kỹ năng nữa. Rồi xong rồi, tô mà đi, mà tô nhạt đi nhá. Sắp xong rồi. Vì trong hình vẽ đây là hình màu xanh này, hình màu xanh ở đây, trong hình vẽ đây hình màu xanh ở chân sau sẽ là tô đậm, mình sẽ tô đậm phần chân màu sau, chân sau lên nhá. Sắp được rồi. Đấy. Đây, tô đậm như này nha, tô đậm hơn so với trên trước nhá. Bên này cũng thế. Lại những gì đậm lên. Mọi người hãy cầm vào đầu của ngoài bút, ngoài bút sáp, chứ đừng có cầm vào thân hay là đuôi bút sáp. Cầm vào đấy rất dễ bị gãy màu. Khi mình di mạnh này mình nên cầm vào đầu bút sáp. Đây, cầm như này nhá. Đấy, cầm như này, khi cầm vẽ cầm như này. Đấy. Rồi. Đấy, mọi người thấy chưa, nó đậm hơn rồi này. Rồi tiếp sau đây mình sẽ tô màu vàng cho phần mai. Mình vẽ một, mình tô phần viền chứ vẽ. Trên này sẽ là màu vàng nâu, nhưng mà trong mình không có màu vàng nâu nên mình sẽ tô màu vàng luôn nhá. Tô màu vàng, sau đấy mình sẽ tô màu nâu. Tô từng cái mai một. Đấy, sắp được rồi nhá. Từ lớp vậy mai một nhá. Trông thế hơi nõng nhanh mà. Hình mấy hình này còn đơn giản, không hình. Hình này sẽ cần nhiều màu, cần một chút kỹ năng, chứ nó không đơn giản như các hình khác đâu. Chọn khá khó ấy, nhưng mà không sao, khó gì cũng không sợ, khó đến mấy không vấn đề gì mọi người nhá. Cần có ý chí là sẽ vượt qua. Thế nào mọi người? Đấy. Vậy thôi là sắp xong rồi. Rồi. À, mình còn quên mất phần đuôi của con ruồi. Con rùa. Quên mất chưa tô. À, mình sẽ tô phần đuôi con rùa. Con rùa. Đuôi rùa cũng phải ấn mạnh. Đuôi con rùa khá là đậm. Rồi. Xong đuôi con rùa nhá.
tiếp theo phần màu lâu lại. Là tô phần màu lâu của Mai Rùa. Đấy, vậy là sắp hoàn thành rồi. Sắp được rồi mọi người nhá. Hãy cố tô các phần này thật là rõ, thật là đều. Đấy. Đây. À, mình đã xong hình con rùa rồi đây. Đấy. Như mọi người thấy. Mọi người cảm thấy hay thì hãy cho mình xin một like và một subscribe. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào các video tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người.